Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Lý do Trung Quốc xây tường biên giới với Việt Nam. Trung Quốc đã và đang cho xây dựng các bức tường ở biên giới giữa hai nước láng giềng là Việt Nam và Myanmar với mục đích được chính phủ nước này giải thích trên tờ Global Times vào tháng 1 năm 2021 là cần thiết để ngăn chặn những người vượt biên trái phép trong đại dịch COVID-19. Bức tường phía biên giới ở Việt Nam là một hàng rào sắt cao tới 4,5 mét, dài 12 km. Trên đầu là hàng rào thép gai dọc theo sông Bắc Luân, mà phía Việt Nam gọi là Ca Long. Được xây dựng từ năm 2012 và đến 2017, trị giá tới 29 triệu đô la. Đây là hình ảnh cận cảnh bức tường biên giới của Trung Quốc. Đến tháng 5 năm 2018, Bắc Kinh có điều chỉnh dự án và được dự kiến sẽ sớm hoàn tất các chiều dài 200 km dọc biên giới với hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn. Trong khi đó, bức tường phía biên giới với Myanmar dài tới 659 km được cho là đã hoàn thành dọc biên giới dài 2.000 km của Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Bức tường này nằm giữa tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và bang San phía bắc của Myanmar. Vào năm 2018, khi hàng rào biên giới với Việt Nam được tăng tốc xây dựng, Trung Quốc đồng thời đưa ra chủ trương tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu và đưa các hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới đi vào nề nếp. Giáo sư Cathay tại Úc đã từng nhận định Việt Nam có lợi thế ngang ngửa với Trung Quốc trong việc chống buôn lậu xuyên biên giới, đặc biệt là vì nước này có thâm hụt thương mại rất lớn với Trung Quốc. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhiều nước đã đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan, nhưng việc Trung Quốc cho xây dựng các bức tường biên giới với các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á mà mục đích theo phía Bắc Kinh giải thích là để ngăn chặn vượt biên trái phép trong đại dịch COVID-19 là hoàn toàn không hề thuyết phục. Giáo sư Cathay đã từng nêu ý kiến của mình trên đài ABC News rằng việc xây dựng này dường như là một chương trình quốc gia. Trang tin Global Times cũng đã từng trích dẫn phân tích rất sâu về động thái của Bắc Kinh, và giáo sư Cathay cho rằng Bắc Kinh xây tường biên giới còn nhằm ngăn chặn những nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc. Phía Hà Nội tới thời điểm này cũng không lên tiếng về động thái trên của Bắc Kinh. Tuy nhiên, đài AFA tại Mỹ đã ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia xung quanh vấn đề này, trong đó Trung tá quân đội Đinh Đức Long vào 11 tháng 2 cũng phân tích như sau. Mọi việc đều có thể xảy ra vì trên thực tế là người Bắc Hàn từng vượt biên sang Việt Nam. Đây là hình ảnh cửa khẩu Tân Thanh, biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, Lạng Sơn. Họ vượt biên qua Trung Quốc rồi sang đến Việt Nam. Nhà bình luận này nói tiếp, cách đây ít năm, chính quyền Việt Nam đã làm ngơ để Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam thuê nguyên một chiếc máy bay không biết của nước nào chở 400 người Bắc Hàn tị nạn từ thành phố Hồ Chí Minh về thẳng Seoul. Bắc Hàn cũng lên tiếng phản đối, nhưng Việt Nam đã lờ đi. Thật ra họ muốn vào Việt Nam thì có nhiều đường để vào. Hàng rào xây dựng có mấy chục cây số thì ăn thua gì, vì biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc cả nghìn cây số cơ. Mà nghĩa là không thiếu gì con đường đi, nhưng trên thực tế là người Duy Ngô Nhĩ đã từng vào Việt Nam qua biên giới phía Bắc và đã xảy ra chuyện cướp súng của biên phòng Việt Nam. Sau đó Việt Nam không xét xử mà giao về Trung Quốc hết. Tóm lại, việc xây hàng rào như thế chẳng có hại gì cho Việt Nam. Thứ nhất là nó xây trên nước của nó. Thứ hai là ngăn chặn như vậy thì tốt cho Việt Nam. Mình đỡ phải đối đầu với những chuyện không cần thiết. Cùng bàn về vấn đề này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận định tiếp như sau. Nó vẫn có những người Duy Ngô Nhĩ chạy sang Việt Nam và từ Việt Nam để chạy sang một nước khác. Nhưng khoảng một năm trở lại đây thì gần như không có nhóm nào cả. Nếu có thì Việt Nam sẽ bắt trả về Trung Quốc luôn theo thỏa thuận giữa hai nước. Lý do vì người Duy Ngô Nhĩ đã từng có hai lần cướp súng của biên phòng Việt Nam và bắn chết cả lính biên phòng Việt Nam. Rõ ràng giữa Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam đã có thỏa thuận rằng nếu có người nào bên Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam thì Việt Nam sẽ bắt và giao ngược lại bất kể đấy là ai. Đây là hình ảnh 168 người Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc được đưa đến khu cách ly ở tỉnh Lạng Sơn hôm 15 tháng 3. Ngoài ra, những người từ Bắc Hàn chạy qua miền Bắc Việt Nam, rồi xuống Tây Ninh qua Campuchia, rồi qua các nước khác, nhưng công an Việt Nam không ngăn cản. Theo thông tin từ báo chí nhà nước Việt Nam,
vào tháng 4 năm 2014, 16 người Duy Ngô Nhĩ đã vượt biên vào Việt Nam bất hợp pháp. Nhóm người này đã bị lực lượng biên phòng Việt Nam bắt đưa về đồn, chuẩn bị làm thủ tục trao trả cho Trung Quốc. Tuy nhiên, trong khi đang chờ làm thủ tục thì bất ngờ vài người đàn ông trong nhóm trên đã cướp súng của một chiến sĩ biên phòng và xả đạn vào lực lượng biên phòng Việt Nam. Hậu quả cuộc đấu súng này làm 7 người thiệt mạng, gồm có 2 sĩ quan biên phòng Việt Nam và 5 người đàn ông Trung Quốc. Tất cả 5 thi hài và 11 người còn sống đều được trao trả cho phía Trung Quốc ngay trong ngày. Tại cuộc họp diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2020 ở Đà Nẵng về sơ kết công tác phòng chống COVID-19, Bộ Công an Việt Nam cũng đã cảnh báo trong năm 2020 đã có trên 900 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, phần lớn trong số này là người Trung Quốc. Ngoài ra, số người Trung Quốc nhập lậu Việt Nam trong năm 2020 tiếp tục tăng lên tới 25.000 người. Theo trang phân tích quốc tế, vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 chia sẻ như vậy, và Trung Quốc đã khởi công xây hàng rào dọc biên giới với Miến Điện từ tháng 10 năm 2020 tại các bang Kachin và Shan, chủ yếu ở các khu vực đông dân cư, trong đó nhiều đoạn vi phạm quy định cách đường biên giới 10 mét, tức là thỏa thuận biên giới tháng 10 năm 1960. Theo phát biểu của ông U Thai Nun, giám đốc các vấn đề biên giới lãnh cục thuộc Bộ Ngoại giao Miến Điện, rất nhiều đoạn băng video đang trên mạng xã hội đã được truyền thông Miến Điện trích dẫn cho thấy có những đoạn tường rào tạm bằng các cuộn dây thép gai, nhưng rất nhiều đoạn được xây chắc chắn với trụ gạch và bê tông, chấn song sắt cao khoảng 3 mét. Phía trên được cuốn cây dây thép gai chằng chịt. Đây là hình ảnh những người cửu vạn đã khuân hàng nhập lậu từ Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn vào Việt Nam. Trả lời đài FI tiếng Việt, giáo sư John Peel, đại học tại Hồng Kông nhận định như sau. Ở phía biên giới với Miến Điện, chính quyền Bắc Kinh muốn kiểm soát nghiêm ngặt hơn đường biên giới và tránh gặp quá nhiều rắc rối với Miến Điện. Trong đó có vấn đề quản lý các dân tộc thiểu số như người Kachin, Karen, người Hoa hoặc những dân tộc khác thường gặp khó khăn với chính quyền trung ương và vẫn vượt biên sang phía Trung Quốc. Tôi nghĩ đó là một cách để Bắc Kinh ổn định khu vực biên giới với Miến Điện vì thường xuyên xảy ra về vấn đề an ninh cũng như buôn bán vận chuyển lậu vũ khí. Có thể họ thấy đã không được kiểm soát nhiều yếu tố, trong đó có những lực lượng nổi dậy ở phía Bắc Miến Điện. Hàng rào kiên cố được Trung Quốc tiếp tục xây dựng từ khoảng năm 2018 dọc biên giới với hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn với chiều dài khoảng 200 km. Dựa theo những thông tin dưới đây, quanh khu vực cột mốc 1089 thuộc đồi Keo, tỉnh Lạng Sơn, khi giải trình về tình trạng buôn lậu tại đây, Chi cục Hải quan Tân Thanh được trang gia đình.net.vn trích đăng vào ngày 18 tháng 11 cho biết, từ tháng 5 năm 2019, toàn bộ các điểm tiếp giáp với phía Trung Quốc trên biên giới thuộc địa bàn kiểm soát của Chi cục Hải quan Tân Thanh cơ bản đã được phía Trung Quốc rào chắn bằng hệ thống tường cao khoảng 3,7 mét. Và chỉ còn lại một khoảng cách rất nhỏ tại khu vực điểm đường đấu nối đồi cao chưa có tường rào. Vào đầu tháng 4 năm 2020, trước những thông tin Trung Quốc xây tường biên giới nhằm để chấn chỉnh và đưa hàng hóa nhập khẩu vào quy củ, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải thích, phía Trung Quốc đã xây dựng tường rào từ lâu và chiều dài khoảng 100 km. Tường rào này được xây trên đất Trung Quốc gần lối mở Co Sa, tức là cửa khẩu Chi Ma thuộc mốc 1223 tỉnh Lạng Sơn, đúng quy định về hiệp định biên giới giữa hai bên và có thông báo cho Việt Nam, theo tờ báo Tuổi Trẻ cũng chia sẻ vào ngày 7 tháng 4 năm 2020. Đây là hình ảnh hàng rào biên giới với Việt Nam do Trung Quốc xây dựng tại cột mốc số 1328, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Nhiều đoạn video của một số đăng trên tải trên YouTube tại Việt Nam cho thấy hàng rào có trụ sơn màu vàng, chấn song nhọn, xanh, dương được bao thêm lấy dây kẽo gai và chân tường phía trên rào đã được hoàn thiện các cột mốc 1270, 1296 và đến tháng 11 năm 2020 đã tạm ngừng ở cột mốc 1328 ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin đăng tải trên các video này, từ khúc này có thể nhìn toàn cảnh hàng rào trườn trên những ngọn núi cắt ngang những lối mòn. Đoạn video còn cho thấy đầu sắt nhô ra chờ tiếp tục thi công. Vạn Lý Trường Thành, phương Nam, từ Đông sang Tây. Xây tường để chống buôn lậu vào năm 2018 khi hàng rào biên giới được tăng tốc xây dựng cũng là thời điểm Trung Quốc chủ trương tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu và đưa các hoạt động trao đổi hàng hóa dân cư biên giới đi vào quy củ. Theo giáo sư Ca Thầy, Đại học
tại Úc, Việt Nam có lợi như Trung Quốc trong việc ngăn chặn buôn lậu qua biên giới, đặc biệt là Việt Nam còn bị thâm hụt thương mại với nước láng giềng. Theo thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam khẳng định, xu hướng này vào năm 2020, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 35,2 tỷ đô la, tăng tới 3,7% so với năm 2019. Và Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng lượng kim ngạch thương mại song phương đạt tới 133 tỷ đô la. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 48,9 tỷ đô la, nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam rất lớn là 84,1 tỷ đô la. Cuối cùng, theo nhận định của giáo sư Cathay, bức tường mà Bắc Kinh cho xây dựng bên biên giới có lẽ còn gây trở ngại cho những nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc muốn đảo thoát. Tỉnh Vân Nam của Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam, Lào và Miến Điện từ lâu được coi là ngả đảo thoát cho người Duy Ngô Nhĩ và những người muốn xin tị nạn ở phương Tây. Đây cũng là con đường cho những người Bắc Triều Tiên tìm cách thoát khỏi thể chế của chế độ Kim Jong-un. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay với bản tin Lý do Trung Quốc cho xây tường biên giới với Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.